Good morning, xin kính chào tất cả quý vị đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình. Và nếu thấy thông tin này hữu ích thì cho mình một cái like, nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị đã bày vẽ cho mình những cái cách để chữa trị cái tai. Và mình cũng có làm theo lời chỉ dẫn của một số khán giả mà cũng có thể gọi là cũng tạm ổn, cũng được chút xíu, nó cũng có work. Cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, nói về cái trend của cháu Cường thì chúng ta cũng thấy rằng rất nhiều người thương mến của cháu Cường, cái chuyện này không bàn cãi gì nữa. Và ca nhạc sĩ Sơn Hạ cũng đã livestream và nói rằng trong một cái thời gian gần ở đây thì Sơn Hạ sẽ tổ chức một cái live show, mini show thôi, và sẽ có mặt danh ca Ngọc Sơn và dĩ nhiên là sẽ cùng với lại cháu Hồ Văn Cường trên cái sân khấu của mình để hai chú cháu có thể hòa chung tiếng hát với nhau trong những ca khúc mà Sơn Hạ sáng tác. Nói về những cái show mà tại sao mà có nhiều người thắc mắc tại sao cháu Hồ Văn Cường không có hát trong phòng trà hay show này kia nọ. Hiện giờ thì quý vị cũng nên biết rằng là cháu đang tập trung vào việc học nhiều hơn là đi show này show kia. Ngay cả thầy của cháu Hồ Văn Cường cũng vậy, danh ca Ngọc Sơn cũng bảo cháu là nên chú tâm vào việc học. Tại vì cháu còn tuổi trẻ, cái thời gian mà ca hát nghệ thuật thì nó còn dài lắm. Nhưng mà trước tiên nhất là mấy năm của đại học này, nếu mà cháu thành công trên con đường học vấn thì nó tốt hơn cho cái sự nghiệp ca hát của cháu nữa, không quý vị. Cho nên chúng ta cũng không thấy lạ gì mà tại sao cháu ít có đi hát, là cũng vì lý do như thế. Chứ nếu mà cháu chấp nhận thì cũng như quý vị biết là cái tên của cháu nó rất là hot, cái trend của cháu hiện giờ rất nhiều bầu show và nhiều phòng trà rất là muốn mời cháu để hát cho họ, không quý vị. Tôi bảo đảm rằng nếu mà bất cứ phòng trà nào có cái dáng hình ảnh của cháu và show của cháu là nó đông nghẹt luôn, có thể đông gấp mấy lần của những chị em nuôi kia, thật sự là như vậy. Tại vì chúng ta cháu Cường cũng như là cái chép quá rộng vậy, nó không thể so sánh với lại những ca sĩ mà nó không có tên tuổi giống như là cháu. Cho nên lúc có đôi khi chúng ta nghe những phía bên kia một chút xíu họ ca tụng hoặc là họ làm những hành động này hành động kia, nhưng lúc nào họ cũng réo tên của cháu Cường nhiều để làm gì? Để cố tình PR cho họ luôn. Và nhiều khi họ cũng làm YouTube và réo tên cháu cũng như là chọc tức chúng ta chút xíu để chúng ta vào xem họ. Thế là họ được tăng view và họ đạt được mục đích là kiếm tiền trên YouTube. Thì chúng ta cũng thấy rằng bây giờ chỉ còn cách đó thôi. Họ cứ làm chuyện này chuyện kia chuyện nọ chứ không có còn cách nào khác nữa. Bởi vì đọc lại những lời bình luận của khán giả ở đây là Chinh Trần có nói nè: bọn quỷ bây giờ nhục mặt lắm, không làm gì được Cường, cố nói gỡ cho bớt nhục. Ngà Đinh: họ nhận con nuôi là sự mưu mô, tính toán hết cho đi hát, có tiền thì lại nói là rèn luyện, đi rửa bát ngoài cửa hàng trong em thì nói là việc nhà, là con giúp mẹ, đúng là mưu mô đỉnh cao luôn anh Cali ơi. Họ tung clip quay trộm nên họ biết Cường không bao giờ đi kiện những việc gia đình của mẹ nuôi, chứ Cường gửi đơn thì công an cũng làm việc liền. Tuấn Đinh, chẳng có gì, tại vì Tuấn Đinh thì nó chỉ nói cảm ơn thôi vì nghe lại bài hát Thương Cậu Út Gò Công.
Mình hiếu nguyện, không biết những người mà chửi bới bác Cường họ có con không nhỉ? Rồi con của họ nghĩ sao? Những lời bới móc đặt điều cho gia đình của cháu Cường. Các hiện giờ thì họ không suy nghĩ gì đâu. Cái máu sân si của họ nó đã thấm vào rồi. Thấm vào trong máu luôn rồi. Thử ra bây giờ họ chẳng cần biết cái gì nữa chứ. Họ bất chấp mà. Cũng như quý vị đã thấy rằng họ đã dán poster ở đâu rồi ha. Rồi bây giờ bị hội đồng thành phố gỡ hết. Và người ta sẽ nói rằng họ người ta sẽ phạt nếu mà ai dám làm những hành động đó thêm một lần nữa. Phạm Sơn, bạn Kali ơi, là người ban đầu rất ngưỡng mộ Nhung. Nhưng từ khi lùm xùm, tôi tìm hiểu tất cả và từ đó tôi thấy thương cho cháu Cường. Càng tìm hiểu về cháu, tôi càng thương cháu. Thấy cháu bị người ta ăn hiếp, tôi khóc cho cháu, không hiểu tại sao mà thương cháu thế ấy. Những người có lương tri, những người có trái tim chân chính thì lúc nào họ cũng đứng về bên lẽ phải. Và dĩ nhiên là chúng ta cùng đồng cảm với nhau, là thương yêu những người thế cô mà bị người khác ức hiếp đến mức độ mà không nói thành lời. Thì Na Ngô, em nhìn cảnh em Cường ngồi gục đầu lúc Trang mắm tôm bạo hành tinh thần em Cường, nhìn cảnh đó em đã khóc nhói tim. Vâng, hình ảnh đó thì đến giờ nó làm một sự ám ảnh luôn, và cho rất nhiều người chứ không phải gì cho riêng cháu Cường. Nhiều người đã khóc và nhiều người thấy nhói tim và nhiều người thấy đau lòng, nhiều người thấy xót xa và nhiều thấy đồng cảm với cả cái tinh thần mà yêu thương lẫn với nhau. Không thể nào chúng ta chịu đựng nổi một đứa cháu ngoan hiền như vậy mà bị ức hiếp đến cái mức độ chỉ biết gục đầu mà thôi. Không phải gì, không phải con cháu của chúng ta không có tình thân gì hết mà chúng ta còn thấy xót xa, thì đừng nói chi là cô Thu, mẹ của cháu Cường, lúc đó nhìn con của mình bị người ta hành hạ tinh thần như vậy, kêu bằng là tra tấn khủng bố, phải nói là xót xa cho hai mẹ con luôn. Thế mà lúc nào người ta cũng nói là người ta ban ơn, người ta bố thí, người ta rèn luyện. Mấy năm trời cháu đi hát, nuôi một đống thằng em, hàng em chứ không phải thằng em nha, một đống hàng em không cùng huyết thống, nuôi cho ekip quản lý rửng mỡ ăn không nằm dài đó, chơi cái trò gì mình không biết đó. Rồi bây giờ quay qua trù dập em, khủng bố em, đến giờ vẫn còn khủng bố, vấn đề tinh thần. Lâu lâu cái chiếc status méo mó, lâu lâu cái đăng đàn, lâu lâu cái đưa clip này clip kia nọ cho những YouTuber mà chúng ta thường gọi là những YouTuber vô văn hóa trên mạng xã hội để réo tên em. Bây giờ ngoài réo tên em họ không còn làm gì được hết chứ á. Nhưng rồi từ từ đây sẽ 331 rồi réo họ cho coi. Ở đây mình chỉ nói về sự thật thôi chứ mình không nghiêng về ai và không binh về ai về vấn đề của Nguyễn Phương Hằng. Thì bây giờ quý vị thấy không? Đó, tất cả những YouTuber đã bị lần lượt réo tên. Và ba người giúp sức Nguyễn Phương Hằng này cũng có cái đúng, cũng có cái sai. Cái sai là nhục mạ người ta và chửi thề hoặc là làm nói những lời không nên nói trên mạng thôi. Đó là như vậy. Đó như là Quỳnh Công Tân, rồi Hài Nhi, rồi cái cô gì nữa, ba người mà tiếp sức cho mấy những buổi livestream đó cũng đã bị mời để làm việc. Và bữa nay thì tiến sĩ Đặng Anh Quân gì đó cũng bị mời lên sở công an làm việc nữa rồi. Những người mà YouTuber mà luôn luôn trong mấy tháng nay trù dập em và dùng những lời nhục mạ gia đình của em thì từ từ cũng sẽ tới họ mà thôi. Trước sau gì hà, quý vị an tâm đi. Thảo Nguyễn Thị Bích, gia đình Hồ Văn Cường nghèo như vậy mà là con nuôi nữa mà không giữ tiền, còn Cường giữ luôn tới khi 18. Có nghĩa chị này nói là nghèo như vậy mà không đưa tiền người ta giữ mà giữ luôn cho tới lúc mà Cường 18 tuổi. Đòi ra ở riêng thì tung ra đủ thứ, vậy họ đã tính trước rồi.
Dạ. Chắc chắn là những cái chuyện này họ đã toan tính trước hết trơn rồi quý vị ơi. Khang Nguyễn, bọn nó lúc nào cũng tiền, tiền, tiền là trên hết. Nuôi con nuôi thì ăn chặn tiền. Mở show để kêu gọi tiền, tiền gì ta? Mình đọc không có rõ các bạn ơi. Xin lỗi bạn nhé. Bao nhiêu năm tháng này xoay quanh qua chuyện của cháu thì thật ra một số anh em YouTuber cũng mệt mỏi vì bị chửi oan hoài. Hãy mà lên bên là bị chửi, hay lên bên là bị chửi, mà chúng ta phản biện lại những thứ mà họ nói không có thì cũng bị chửi lại luôn. Mà không phải là chửi nhẹ đâu nghe quý vị. Họ dùng những danh từ vô văn hóa, thiếu đạo đức, thiếu chuẩn mực ở trên mạng xã hội này để họ văn tục lại với những anh em YouTuber bên đây. Nguyễn Bích, tôi nghe đi nghe lại bài hát mà thấy thương cho cháu Cường quá bạn ơi. Vâng, bạn ấy đang nói cái nghe đi nghe lại cái bài mà một cái bài mà mình phản biện lại với lại cái một người tên Quang và cho cháu với cái hướng dẫn dư luận sai và đánh tráo cái niệm đó quý vị, trong một cái bài mà tôi phản biện lại là nhất tự vi sư và bán tự vi sư đó. Hiền Vũ, hay quá, nghe đi nghe lại cảm xúc lắm, nghe và thương Cường nhiều lắm, lần nào nghe mình cũng khóc, cuộc đời ấu thơ con sao mà vất vả khổ như thế này. Vâng, bạn ấy nghe lại đi nghe lại cái bài mà cánh cò gò công đó quý vị. Hòa Trần, tôi rất ủng hộ kênh vì đã có sự lên tiếng ủng hộ cháu Cường. Tuy tôi không ở trong nước nhưng kênh nào có Hồ Văn Cường nên tôi rất ủng hộ cho cháu. Thương cháu nhiều, mong cháu ngày càng phát triển hơn. Vâng, quý vị thấy không? Không phải là chỉ ở trong nước, ở ngoài nước người ta cũng vẫn để ý và hiểu biết câu chuyện này. Càng ngày á, càng nhiều người hơn và nhiều người cảm thông cho cái gia cảnh của cháu và nhiều người cũng quay xe lúc trước á, họ cũng nghe lời ở bên kia dẫn dắt dư luận rồi đánh tráo khái niệm làm cho người ta hiểu lầm cháu, nhưng bây giờ vẫn có một số người họ đã từ từ hiểu ra câu chuyện của cháu và họ cảm thông và họ đã thương cái hoàn cảnh của cháu trong bao nhiêu năm chịu đựng dày vò thể xác tinh thần cho đến bây giờ cháu được giống như là con chim sổ lồng và sống với thực sự với chính bản thân của mình, nhưng cháu vẫn còn e dè, vẫn còn rụt rè đó quý vị. Chúng ta hãy ủng hộ tinh thần cho cháu để cháu mạnh dạn bước chân trên con đường ca hát cũng như là con đường học vấn của cháu, để cháu càng ngày càng vững chắc hơn và càng ngày càng gặt hái nhiều cái thành công tốt đẹp trong cuộc sống. Hồ Văn Cường mãi mãi là đỉnh và mãi mãi là một ca sĩ Idol Kids trong lòng của chúng ta. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với Kelly Sài Gòn chia sẻ một chút xíu tâm sự vào buổi sáng trước khi mình đi làm. Xin chào và hẹn lại tất cả quý vị trong một video clip lần sau.